Minh Vy xin kính chào quý vị, chúng ta lại đang đến với bản tin FBNC Việt Nam và trong bản tin kỳ này sẽ bao gồm những thông tin như sau. Thị trường chứng khoán tăng điểm, cổ phiếu Blue Chips phân hóa mạnh. Sắp có chùm chính sách tài chính hỗ trợ bất động sản. Bảy mươi một phần trăm người Việt Nam tin tưởng vào hàng Việt. Thưa quý vị, mở đầu bản tin trong nước kỳ này, biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường tài chính. Xin mời Phương Lan. Phương Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết về kế hoạch tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại trong năm 2013. Trên cơ sở những gì đã làm được, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khẩn trương tiến hành các quy trình thủ tục để sớm phê duyệt các phương án tái cơ cấu đối với các ngân hàng thương mại yếu kém còn lại, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình tái cơ cấu theo phương án này. Xác định mục tiêu cuối cùng của việc tái cơ cấu là duy trì sự an toàn, ổn định của hệ thống, bảo đảm sự lành mạnh của ngân hàng tái cơ cấu. Cụ thể là trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung triển khai các giải pháp phù hợp với quyết định 254 năm 2012 phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2011-2015, bao gồm hoàn thành sửa đổi, bổ sung các quy định an toàn trong hoạt động ngân hàng, tiếp tục triển khai lành mạnh hóa tài chính của các tổ chức tín dụng, bao gồm xử lý nợ xấu, tăng vốn điều lệ, triển khai việc cơ cấu lại hoạt động và quản trị của tổ chức tài chính, hoàn thành căn bản cơ cấu lại sở hữu pháp nhân của ngân hàng thương mại yếu kém, hoàn thành cơ cấu lại các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cơ cấu đối với từng ngân hàng riêng lẻ, trong đó kế hoạch tái cơ cấu toàn diện đối với Ngân hàng Thương mại Sài Gòn sẽ sớm được phê duyệt. Đối với 6 ngân hàng khác, 2 ngân hàng tự tái cơ cấu hoặc sáp nhập, 4 ngân hàng khác đã trình kế hoạch tái cơ cấu để chờ phê duyệt. Xin được chuyển sang thông tin khác. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố báo cáo cập nhật về triển vọng ngành ngân hàng của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2013. Báo cáo có phần nói về triển vọng của các ngân hàng Việt Nam. Fitch nhận định có tới 75% khả năng khu vực ngân hàng của Việt Nam sẽ đạt triển vọng ổn định, 25% còn lại thuộc về khả năng triển vọng bị hạ xuống mức tiêu cực. Con số này được đưa ra dựa trên những dự báo về tăng trưởng kinh tế, khối lượng nợ xấu, vốn, lợi nhuận cũng như những luật lệ ảnh hưởng đến khu vực ngân hàng. Về nợ xấu của khu vực ngân hàng thì Fitch nhận định khối lượng nợ xấu sẽ tiếp tục tăng lên trong trung hạn. Theo dự báo của hãng thì tỷ lệ nợ xấu ròng mới tại các ngân hàng lớn sẽ tăng từ mức 1,7% trong năm 2011 lên 2,5% trên tổng dư nợ. Xin được chuyển sang những thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày đầu tuần 17 tháng 12. Thì mặc dù hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm nữa của hai chỉ số niêm yết là VN Index và HNX Index, tuy nhiên diễn biến thị trường diễn ra khá kịch tính, đặc biệt là những gì xảy ra tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đáng chú ý là thanh khoản toàn thị trường tiếp tục tăng cao, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 35% trên toàn thị trường. Tại sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì sự phân hóa mạnh xảy ra giữa các blue chips. Nếu như các mã như DBM, VCB hay OGC khép phiên ở mức kịch trần thì các mã như CTG, BVH, Vinamilk lại có xu thế giảm. Đóng cửa lại phiên dịch ngày đầu tuần thì VN Index đã tăng 0,36% lên mức 393,63 điểm với thanh khoản toàn sàn đạt hơn 964 tỷ đồng. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì sắc đỏ bao trùm VHNX Index hầu như trong suốt phiên giao dịch và sắc xanh chỉ trở lại với chỉ số này vào những phút cuối phiên giao dịch. Đáng chú ý là các mã cổ phiếu như SHB, SCR hay BVX tiếp tục được giao dịch với khối lượng khá lớn tại sàn Hà Nội. Khép lại phiên giao dịch ngày 17 tháng 12, HNX Index đã tăng nhẹ là 0,06% lên mức 54,47 điểm với giá trị giao dịch toàn sàn đạt khoảng 434,5 tỷ đồng. Và tiếp theo chương trình thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Phạm Anh Tú đến từ công ty chứng khoán Đông Á để cùng giúp quý vị nắm rõ hơn những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày đầu tuần hôm nay.
Đầu tiên xin cảm ơn anh Tú đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mặc dù hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm nữa của thị trường chứng khoán, tuy nhiên ở đây có một cái sự gọi là sự phân hóa giữa các blue chips, đặc biệt là những gì xảy ra trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh nói gì về điều này ạ? Chúng ta thấy là hôm nay thị trường đã có một phiên thanh khoản tăng khá là tốt so với những phiên trước. Và cái trong ngày cuối tuần vừa qua thì một quỹ ETF họ đã chốt xong cái việc cơ cấu danh mục, thì họ đã loại ra hai cổ phiếu là cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương và cổ phiếu của Chứng khoán Kim Long với mã KLS và CTG. Đồng thời thì họ cũng đưa tăng cái tỷ lệ của một số cổ phiếu hiện có trong danh mục của họ. Thì chúng ta thấy là sự khác biệt đã thể hiện ngay trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Như chúng ta đã được trao đổi trước đây là Công Thương thì đã có lượng dự bán rất là lớn, và Đạm Phú Mỹ hay là Hoàng Anh Gia Lai hay là OGC hay PVFC hoặc là Vietcombank là những mã mà họ sẽ tăng cái tỷ trọng, thì đã có cái mức tăng trần vào cuối phiên. Thì tôi nghĩ là đây là một phần là tác động từ việc cơ cấu danh mục của ETF, và họ đã mua khá mạnh trong phiên ngày hôm nay, thì có thể họ sẽ mua tiếp trong một hai phiên tới cho đến khi đủ cái tỷ lệ của các cổ phiếu trong danh mục của họ. Và theo đó thì các nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam của chúng ta thì cũng đã bắt đầu tham gia vào thị trường một cách mạnh mẽ hơn sau khi đứng ngoài, và với cái tâm lý là phải bảo toàn vốn trong một thời gian dài. Chúng ta cũng biết là thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm từ tháng 5 cho đến bây giờ, tức là hơn 7 tháng, một khoảng thời gian dài hơn là những khoảng điều chỉnh thông thường của những cái chu kỳ trước. Như vậy thì nói như anh vừa phân tích, cộng với việc mà thanh khoản thị trường đang ở mức gọi là đang có xu thế tăng như hiện nay, thì chúng ta có nghĩ đến một cái sự hồi phục của thị trường trong ngắn hạn trong những phiên sắp tới không ạ? Về quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng thị trường đang có khá nhiều các yếu tố tích cực để có thể phục hồi trong thời gian tới. Thứ nhất là như tôi vừa mới trao đổi là thị trường chúng ta đã có 7 tháng điều chỉnh giảm từ tháng 5 cho đến thời điểm hiện tại. Và thị trường của chúng ta cũng đã có được hai cái mốc hỗ trợ rất là mạnh, là mốc của HOSE VN Index ở mốc 380 và HNX Index ở mức 50. Có thể nói là thị trường đã test cái hai cái ngưỡng hỗ trợ này rất nhiều lần và không phá thủng được. Thì tôi tin là đây sẽ là đáy của thị trường trong năm 2012. Và hiện tại thì chúng ta thấy, chúng ta nhắc nhiều hơn về những cái vấn đề về giảm lãi suất, nhắc nhiều hơn về việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cũng như là giải phóng những cái sự khó khăn cho thị trường bất động sản. Thì tôi tin rằng với những thông tin tích cực như vậy thì thị trường chứng khoán sẽ có cái đợt hồi phục cho cái thời gian tới. Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có những cái đợt hồi phục tích cực của thị trường. Tuy nhiên thì gần đây thì có thông tin là BIDV hoãn niêm yết cổ phiếu, cũng như là việc CTG khống chế room ngoại. Thì với hai thông tin này thì chắc chắn là không ít thì nhiều thì cũng sẽ tác động tới thị trường. Thì anh đánh giá như thế nào ạ? Về cơ bản thì thông tin thứ nhất là việc BIDV hoãn niêm yết cổ phiếu, thì tôi nghĩ là nhà đầu tư của chúng ta cũng đã nhận định việc này. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó thì BIDV họ có công bố là họ sẽ niêm yết trong tháng 11. Và sau đấy thì trong tháng 11 thì cũng không thấy BIDV có động tĩnh gì cả. Thế bây giờ thì họ hoãn niêm yết, thì tôi cho rằng có thể sẽ ảnh hưởng một phần về tâm lý. Nhưng mà đối với các nhà đầu tư của chúng ta thì việc mà các cái doanh nghiệp lớn hoãn niêm yết thì chúng ta cũng đã được chứng kiến nhiều trong quá khứ rồi. Và tôi nghĩ là đây không phải là việc tác động quá mạnh về tâm lý của nhà đầu tư trong lúc này. Còn về Công Thương thì chúng ta đã thấy là ngay sau khi Công Thương khống chế room ngoại thì ETF cũng đã loại Công Thương ra khỏi cái danh mục của họ. Và sáng nay thì Công Thương cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sàn giao dịch khi mà đã giảm sàn với một cái lượng dư bán rất là lớn. Thì tôi cho rằng cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương có thể sẽ giảm thêm một hai phiên nữa. Nhưng với cái góc nhìn của phân tích kỹ thuật thì cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương sẽ khá là hấp dẫn ở cái vùng giá 17. Nên tôi cho rằng là lúc ở vùng đó thì cái cầu sẽ vào và hỗ trợ giá của cái cổ phiếu này. Vâng, trong những phiên gần đây thì chúng ta cũng có thấy là động thái của khối ngoại có vẻ như là họ gia tăng mua ròng nhiều hơn so với thời gian trước. Thì anh đánh giá như thế nào về cái xu thế này của khối ngoại ạ? Hiện tại thì với cái việc thị trường chúng ta giảm rất là mạnh và khá là dài, trong khi thị trường thế giới thì mặc dù là kinh tế cũng có cái phục hồi, cũng có những còn những khó khăn, nhưng mà các cái thị trường chứng khoán xung quanh của chúng ta thì đều hiện đang có chỉ số PE cao hơn rất nhiều với chỉ số PE của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì vậy mà với việc
các cái mã số cho cốt của giao dịch cho các nhà đầu tư nước ngoài, cả tổ chức và cá nhân đã tăng mạnh trong 2012, thì tôi cho rằng là họ đang chuẩn bị để giải ngân cho năm 2013. Mặc dù là có một số cái quỹ nước ngoài thì họ đến thời hạn thoái vốn, thì chúng ta sẽ thấy họ cũng vẫn thoái vốn như bình thường. Và quan điểm cá nhân tôi thì hiện tại là cổ phiếu chúng ta có rất nhiều cổ phiếu với cái thị giá mà rẻ hơn rất nhiều so với cái giá trị sổ sách và giá trị doanh nghiệp. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp nước ngoài họ đang tìm kiếm những cổ phiếu như vậy để họ giải ngân cho dài hạn. Vâng. Và câu hỏi cuối cùng mà tôi dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay đó là anh dự báo như thế nào về thị trường trong tuần giao dịch này ạ? Chúng ta thấy là thị trường đang tích cực dần lên, thanh khoản của thị trường đã tăng qua từng phiên. Với 3 phiên tuần trước từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nhiều nhà đầu tư của chúng ta cho rằng phân phối. Thì cho đến phiên hôm nay thì khẳng định là thị trường chúng ta đang tiếp tục và hút được dòng tiền vào. Thì tôi cho đấy là một điểm tích cực. Tuy nhiên là thị trường sẽ tiếp tục phân hóa và không phải là tất cả các cổ phiếu đều tăng. Những cổ phiếu nào giá quá thấp so với giá trị thì tôi nghĩ sẽ tăng thời gian tới. Và tôi cho rằng các nhà đầu tư nên chú ý đến lĩnh vực bất động sản, vì đây là một lĩnh vực mà có thể sắp tới sẽ có khá nhiều chính sách để gỡ, hỗ trợ cho lĩnh vực này và phá băng cho thị trường bất động sản. Thì như vậy là các cổ phiếu bất động sản đang niêm yết cũng sẽ tăng giá trở lại. Và tôi cho rằng tuần này thì thị trường VN Index của chúng ta cũng sẽ có thể là sẽ tiệm cận với mức 402 điểm. Và HNX Index thì sẽ xoay quanh mức 55 điểm. Hy vọng là thị trường chúng ta sẽ có những cái sự hồi phục như anh nói. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo đây thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày 17 tháng 12. Khép lại phần đầu, Minh Vi xin mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung đáng chú ý của phần 2 bản tin FNC Việt Nam kỳ này. Sắp có chùm chính sách tài chính hỗ trợ bất động sản. Việt Nam mất ngôi vương xuất khẩu gạo vào tay Ấn Độ.